Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Những khu vực phát hiện ra chất kịch độc trong thảm án đầu độc nhóm người Việt ở Thái Lan. Ngày 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan đã công bố thông tin chi tiết về vụ án chấn động liên quan đến cái chết của 4 công dân Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt tại một khách sạn ở Bangkok, nghi ngờ là vụ án mạng do có liên quan đến mâu thuẫn tài chính. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường vào đêm ngày 16 tháng 7 để chỉ đạo điều tra, cùng với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Phạm Việt Hùng, và đã chủ trì cuộc họp báo vào sáng ngày 17 tháng 7. Đặc biệt, một nhóm điều tra viên từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI cũng sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ điều tra, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 17 tháng 7, cảnh sát đã chỉ ra rằng một trong những nạn nhân đã sử dụng chất độc cyanua để đầu độc những người còn lại trước khi tự kết liễu đời mình. Chúng tôi tin rằng vụ việc liên quan đến mâu thuẫn tài chính, không có khả năng nào khác. Thủ phạm chỉ có thể là một trong số 6 người vì chỉ có họ ra vào phòng. Không có dấu hiệu của kẻ đột nhập, Thiếu tướng Jiradet Thumsuthi, lãnh đạo cơ quan điều tra của cảnh sát Bangkok, cho biết. Thông tin này được xác nhận sau khi cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong các nạn nhân và các nhân chứng. Thông báo này phù hợp với thông tin ban đầu cho thấy căn phòng nơi phát hiện các thi thể được khóa từ bên trong và không có dấu hiệu đột nhập. Bước đầu, đội điều tra không tìm thấy dấu hiệu xô xát. Các thi thể không có thương tích bên ngoài và các đồ vật trong phòng vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của sự phá hoại. Trung tướng Thiti Sensawang, tư lệnh cảnh sát thủ đô Bangkok, cho biết sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Ông Trirong Philiuban, lãnh đạo phòng điều tra chứng cứ của cảnh sát Thái Lan, cho biết trong cuộc họp báo rằng một trong số các nạn nhân đã bỏ cyanua vào thức uống. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định chính xác vì có thể có những yếu tố chưa được phát hiện qua hệ thống camera giám sát CCTV. Tại cuộc họp báo vào chiều cùng ngày, đại diện bệnh viện Chu La Long Con cho biết các xét nghiệm pháp y ban đầu đã phát hiện dấu vết của chất độc. Các thi thể nguyên vẹn nhưng có dấu hiệu của thiếu oxy, máu có màu bất thường, môi và ngón tay bị tím. Điều này càng củng cố giả thuyết họ bị đầu độc bằng cyanua. Loại chất độc này gây thiếu oxy trong các tế bào, đặc biệt là hệ thần kinh và tim. Tuy nhiên, cần thêm các xét nghiệm chi tiết để xác định liều lượng chất độc, từ đó làm rõ thời điểm tử vong, ước tính từ 12 đến 24 giờ trước khi phát hiện, cũng như các dấu vết khác như DNA và vân tay. Thời gian hoàn thành xét nghiệm có thể mất từ 1 đến 2 ngày. Những gốc chết cần được làm rõ vụ nhóm người Việt bị đầu độc ở Thái Lan. Ngày 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan tiết lộ thêm nhiều thông tin quan trọng về vụ án mạng kinh hoàng liên quan đến 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt tử vong trong một khách sạn ở Bangkok. Nhiều khả năng đây là một vụ giết người liên quan đến nợ nần. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đích thân có mặt tại hiện trường trong đêm ngày 16 tháng 7 để chỉ đạo điều tra. Ông cũng gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Phạm Việt Hùng, và xuất hiện trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 7. Đáng chú ý, một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI cũng sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ điều tra, đặc biệt những vấn đề liên quan đến 2 công dân Mỹ. Chiều ngày 16 tháng 7, cảnh sát phát hiện 6 thi thể trong căn phòng 502 của khách sạn Grand Hyatt Irawan nằm tại khu vực sầm uất của Bangkok. Báo Khao Sot cho biết, thông tin đặt phòng và chuyến bay cho thấy nhóm này đã đi các chuyến bay khác nhau đến Thái Lan và tới khách sạn vào những thời điểm khác nhau. Họ đặt 5 phòng cho 7 người nhưng chỉ có 5 người nhận phòng vào ngày 14 tháng 7, dự kiến trả phòng vào ngày 15 và 16 tháng 7. Nhân viên khách sạn khi dọn phòng đã phát hiện các thi thể vào chiều ngày 16 tháng 7, sau đó cảnh sát và nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường. Các thi thể được tìm thấy trong căn phòng của một người Mỹ gốc Việt cùng với toàn bộ hành lý. Cảnh sát cho biết, sau khi trả 4 phòng còn lại, họ tập trung tại phòng này vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 7. Họ đã đặt một số món ăn nhưng thức ăn vẫn còn nguyên trong phòng cùng với 5 chiếc tách chứa nhiều loại thức uống và các vỏ chai. Nhân viên khách sạn cho biết, khi phục vụ món ăn trước 14 giờ chỉ gặp một người là bà Serin trông với vẻ mặt căng thẳng. Dữ liệu cuối cùng từ điện thoại của họ được ghi nhận vào khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 7 và không có hình ảnh nào ghi nhận người ra vào căn phòng sau thời điểm đó. Trong các bức ảnh được công bố, hiện trường không có máu và các thi thể nằm rải rác trong phòng.
tất cả đều không có tiền án và kiểm tra hành lý cũng không có dấu hiệu phạm pháp. Cảnh sát đã bác bỏ khả năng người thứ bảy có liên quan. Người này, được cho là em gái của một trong sáu nạn nhân, đã rời khỏi Thái Lan vào ngày 10 tháng 7. Tại cuộc họp báo ngày 17 tháng 7, cảnh sát cho biết đã thẩm vấn khoảng 10 người, bao gồm một số người thân của các nạn nhân. Vụ việc được xác định là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến tổ chức tội phạm nào. Những người thân được thẩm vấn cho rằng một người trong số họ đã gây ra vụ việc do mâu thuẫn liên quan đến nợ nần. Theo đó, bà Serin Chong đã nhờ bà Nguyễn Thị Phương Lan làm môi giới để thuyết phục bà Nguyễn Thị Phương và chồng là Phạm Hồng Thanh, một nhà thầu xây dựng tại Việt Nam, đầu tư khoảng 278.000 đô la Mỹ để xây dựng một bệnh viện ở Nhật. Khi việc đầu tư không tiến triển, vợ chồng họ liên tục yêu cầu bà Chong trả lại tiền. Ban đầu, họ đồng ý gặp nhau ở Nhật để giải quyết, nhưng khi một người không xin được visa, họ đổi địa điểm gặp sang Thái Lan. Truyền thông Thái Lan cho rằng bà Chong có thể đã đầu độc những người còn lại rồi tự sát. Thiếu tướng Norbesi Bunsawat, phó ủy viên cảnh sát thủ đô Bangkok, ngày 17 tháng 7 cũng đã xác định nghi phạm là bà Serin Chong. Sự liên quan của ông Trần Đình Phú và ông Dặn Văn Hùng những người khác trong vụ việc hiện vẫn chưa rõ ràng. Thiếu tướng Fantana Nakchanat, phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cho biết đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Mỹ để tìm hiểu thêm thông tin. FBI đã yêu cầu cung cấp thông tin, nhưng việc điều tra vẫn thuộc về cảnh sát Thái Lan. Thái Lan cảnh báo phạt tù người sở hữu cyanua trái phép sau vụ nhóm người Việt bị đầu độc tử vong. Sau khi cơ quan pháp y phát hiện cyanua trong thi thể 6 nạn nhân người Việt, 4 công dân Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt tử vong tại Bangkok vào ngày 18 tháng 7, Văn phòng Chính phủ Thái Lan đã ban hành cảnh báo toàn quốc về chất độc chết người này. Phó phát ngôn viên chính phủ, bà Kanika Unjit, cho biết cyanua thực tế có thể dễ dàng tìm thấy trong đời sống hàng ngày, trong các loại rau quả như gạo, lúa mì, đào, xoài. Trong công nghiệp, cyanua được dùng để sản xuất ni lông và đặc biệt là thuốc trừ sâu. Cyanua có độc tính cao, chỉ cần nuốt phải một lượng nhỏ, các cơ quan trong hệ thần kinh trung ương, gan, thận và tim sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng phụ thuộc vào lượng chất độc, thời gian tiếp xúc và cách thức chất độc xâm nhập vào cơ thể, có thể qua đường ăn uống, hô hấp hoặc hấp thụ qua da. Khi nuốt phải một lượng đủ lớn, cơ thể sẽ phản ứng ngay lập tức với các triệu chứng như nhức đầu, đánh trống ngực, đỏ mặt, khó thở, sau đó là co giật, ngất xỉu, ngừng hô hấp và ngừng tim, tất cả có thể diễn ra chỉ trong vòng 10 phút. Nếu tiếp xúc với cyanua một lượng nhỏ liên tục trong thời gian dài sẽ gây ức chế hệ thần kinh và hô hấp, dẫn đến đau đầu, buồn ngủ, buồn nôn, nôn mửa, đánh trống ngực và các triệu chứng khác như giãn đồng tử, cơ thể lạnh toát, suy nhược, chậm chạp và khó thở. Nếu không được điều trị kịp thời, nạn nhân sẽ tử vong. Chính phủ Thái Lan cũng nhắc nhở người dân rằng cyanua được phân loại vào chất độc hại loại 3 theo mục 23 và mục 73 của đạo luật về các chất độc hại năm 1992. Bất kỳ ai sản xuất, trao đổi, xuất nhập khẩu hoặc sở hữu trái phép chất độc hại loại 3 sẽ bị phạt tù lên đến 2 năm hoặc phạt tiền lên đến 200.000 bạc, gần 140 triệu đồng, hoặc phải chịu cả hai hình phạt. Đến thời điểm hiện tại, Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tra nguồn gốc cyanua được sử dụng trong vụ án mạng khiến 6 người, bao gồm 4 công dân Việt Nam, tử vong tại một khách sạn cao cấp ở Bangkok vào ngày 16 tháng 7. Theo Thiếu tướng Witthawat Chinkham, chỉ huy phòng 5 cảnh sát hình sự, Sở Cảnh sát thủ đô, cảnh sát đang điều tra xem liệu cyanua đã bị đưa trái phép vào Thái Lan hay được mua ngay tại địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!